Và ngày trước thì cộng đồng mạng rất là thích thú với một bức ảnh do Thủ tướng Singapore chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình. Bức ảnh này được chú ý đặc biệt bởi vì là đó là một bức selfie chụp giữa ông và một số nhà lãnh đạo châu Á, trong đó có Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Và ngày hôm nay tôi được biết là trên mạng cũng có một bức ảnh tương tự, trong đó xuất hiện Thủ tướng của chúng ta. Vâng, và cách đây ít giờ thì trên Facebook thì quý vị có thể để ý là đạo diễn của phim bom tấn công Đảo Đầu Lâu, Jordan Paul Roberts thì đã đăng tải ảnh một bức ảnh chụp cùng với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên trang cá nhân của ông. Và bức ảnh này ngay lập tức đã khiến cho cư dân mạng vô cùng thích thú. Trong bức ảnh được chia sẻ, đạo diễn Jordan Paul Roberts đã có vinh dự được chụp hình cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, không rõ thời điểm và địa điểm chụp bức ảnh. Ngay khi Jordan đăng bức ảnh lên trang cá nhân, rất nhiều người hâm mộ Việt Nam đã bày tỏ sự ngạc nhiên với vinh dự này. Trước đó, trong quá trình ghi hình tại Ninh Bình, vị đạo diễn trẻ này cũng như các diễn viên của đoàn đã rất chăm chỉ cập nhật trang cá nhân với những hình ảnh phong cảnh tuyệt đẹp. Tài tử Samuel Lee Jackson còn tỏ ra rất hào hứng khi được đi thuyền vào trong hang động của quần thể di tích Tràng An để thực hiện các cảnh quay.